kính thưa quý vị và các bạn. Tướng Trần Thiện Khiêm à một trong những tướng lĩnh chủ chốt tham gia cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Với cương vị tham mưu trưởng liên quân, tướng Khiêm được cho là có những động thái tích cực để vạch kế hoạch và điều động các đơn vị tham gia đảo chính vào Sài Gòn cũng như cách ly các đơn vị trung thành với Tổng thống Diệm. Sau cuộc đảo chính, ngày 2 tháng 11 ông được thăng cấp trung tướng kiêm chức vụ ủy viên quân sự trong hội đồng quân nhân cách mạng do trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch. Mời quý vị nghe về tiểu sử binh nghiệp của ông trong video ngay sau đây. Trần Thiện Khiêm sinh năm 1925 Nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tướng. Ông xuất thân từ khóa đầu tiên ở trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông do quân đội thuộc địa Pháp mở ra tại cao nguyên trung phần Việt Nam. Mặc dù chuyên môn quân sự của ông là bộ binh, nhưng khi còn là sĩ quan trung cấp, ông ít phải chỉ huy đơn vị tác chiến mà được cử giữ những chức vụ liên quan đến lãnh vực tham mưu. Sau lên đến sĩ quan cao cấp, ông được cử chỉ huy đơn vị cấp sư đoàn một thời gian ngắn. Ông từng là tướng lĩnh giữ vai trò quan trọng trong các cuộc đảo chính quân sự tại Việt Nam Cộng hòa trong những năm 1963 đến 1964. Sau đó ông được đảm trách những chức vụ cao trong quân đội như Tư lệnh quân đoàn, Tham mưu trưởng rồi Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Là một trong số ít sĩ quan được thăng cấp tướng ở thời kỳ đệ nhất Cộng Hòa, thiếu tướng năm 1962 và là một trong năm sĩ quan được phong cấp đại tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông còn là một chính khách và là người giữ chức vụ đứng đầu quốc phòng và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian lâu nhất. Ông là tướng lĩnh cao cấp nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có tuổi thọ cao thứ ba sau đề đốc Trần Văn Trơn 1920-2019 và trung tướng Phạm Xuân Triệu. 1920 đến 2018. Ông sinh ngày 15 tháng 12 năm 1925 tại Châu Thành, Long An, Nam Kỳ, trong một nhà đại điền chủ di cư từ Hải Dương đầu thế kỷ 20. Do điều kiện gia đình khá giả nên ông có một trình độ học vấn căn bản. Ông được cho lên Sài Gòn học từ cấp tiểu học đến cấp trung học ở những trường Pháp danh tiếng. Năm 1944, ông tốt nghiệp trung học phổ thông với văn bằng tú tài toàn phần, Part 2. Năm 1945, cách mạng tháng 8 diễn ra ở miền Nam, ông tham gia phong trào Việt Minh. Khi Pháp tái chiếm Nam Kỳ, ông cùng các bạn hữu rút vào chiến khu 8, chiến đấu dưới quyền khu trưởng Trần Văn Trà một thời gian ngắn, sau đó lại trở về thành. Giữa năm 1946, ông tình nguyên nhập ngũ vào quân đội thuộc địa Pháp. Do có trình độ tú tài, ông được cho theo học khóa một Nguyễn Văn Thinh tại trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1946. Thời gian theo học tại đây, ông có quan hệ thân tình với một số học viên trẻ khác như Nguyễn Khánh, Lâm Văn Phát và Trần Đình Lan. Ngày 1 tháng 7 năm 1947, ông mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy. Gia trường ông là sĩ quan tập sự trong đơn vị vệ binh nam phần của quân đội thuộc địa Pháp. Giữa năm 1948, ông được chuyến biên chế sang quân đội Liên Hiệp Pháp. Tháng 8 cùng năm, ông được thăng cấp thiếu úy giữ chức vụ chỉ huy phó đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 3 Việt Nam. Cuối năm 1950, ông chuyển ngạch sang quân đội quốc gia và được thăng cấp trung úy chỉ huy một đại đội Việt Nam đồn trú tại Mông Thọ, rạch giá. Giữa năm 1952, sau khi quân đội quốc gia thành lập Bộ Tổng Tham Mưu vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 1952, ông được thăng cấp đại úy, chuyển đến phân khu Hải Dương làm trưởng ban 3 ba của Liên đoàn lưu động số 2 đồn trú tại Ninh Giang, Hải Dương. Tại đây ông kết thân với hai sĩ quan người Việt là Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và Trung úy Cao Văn Viên. Bộ ba này về sau là những người có thế lực nhất trong nền đệ nhị cộng hòa. Tháng 8 năm 1953, bàn giao chức vụ trưởng ban 3 của liên đoàn lưu động số 2 lại cho Đại úy Vương Văn Đông. Ngay sau đó, ông được cử làm chỉ huy phó liên đoàn lưu động số 3 đồn trú tại Ninh Bình do Thiếu tá Phạm Văn Đồng làm chỉ huy trưởng. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ký kết hiệp định Geneva, ông cùng đơn vị di chuyển vào Nam. Hạ tuần tháng 7, ông được cử làm trưởng phòng 3 đệ nhị quân khu. Cuối năm, ông được thăng cấp thiếu tá giữ chức vụ tham mưu trưởng đệ nhị quân khu thay thế thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu. Tháng 8 năm 1955, ông được thăng cấp trung tá giữ chức vụ tham mưu phó tiếp vận tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia thay thế trung tá Đặng Văn Quang. Cuối tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tổ chức cuộc trưng cầu dân ý với mục đích thành lập nền Cộng hòa tại miền Nam, ông là một trong số sĩ quan nhiệt tình ủng hộ Thủ tướng Diệm. Do có công trong sự kiện này, nên tháng 8 năm 1957 ông được Thủ tướng thăng cấp đại tá, được cử xử lý thường vụ chức vụ tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu. Cuối năm ông được đi du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ trong thời gian 16 tuần. Đầu tháng 5 năm 1958 mãn khóa học ở Hoa Kỳ về nước, ông được cử làm tư lệnh sư đoàn giã chiến số 4, thay thế Trung tá Ngô Du, đầu tháng 12 năm 1958 sư đoàn giã chiến số 4 được cải danh thành sư đoàn 7 bộ binh. Ngày 30 tháng 3 năm 1959, bàn giao sư đoàn 7 bộ binh lại cho Trung tá Huỳnh Văn Cao. Sau đó ông được chuyển về tùng sự ở Bộ Tổng Tham Mưu. Tháng 2 năm 1960, ông chuyển về miền Tây Nam phần giữ chức vụ tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh thay thế Trung tá Trần Thanh Chiêu. Đồng thời thay Đại tá Nguyễn Văn Y ở chức vụ tư lệnh đệ ngũ quân khu, phụ trách vùng miền Tây Nam phần, Đại tá Y được chuyển về Trung ương. Khi cuộc đảo chính quân sự ngày 11 tháng 11 năm 1960 nổ ra, ông chỉ huy sư đoàn 21 bộ binh kéo về Sài Gòn để giải vây cho tổng thống Ngô Đình Diệm, chống lại nhóm sĩ quan cầm đầu là đại tá Nguyễn Tránh Thi và trung tá Vương Văn Đông. Do hành động giải vây trên, ông rất được tổng thống Diệm tín nhiệm. Đầu tháng 12 năm 1962, bàn giao sư đoàn 21 bộ binh lại cho đại tá Bùi Hữu Nhân để về tùng sự tại Bộ Tổng Tham mưu. Ngày 6 tháng 12, ông được thăng cấp thiếu tướng 10 ngày sau ông được cử giữ chức vụ tham mưu trưởng liên quân, thay cho người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Khánh. Giữa năm 1963, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tị sang Hoa Kỳ chữa bệnh. Ngày 27 tháng 7 cùng năm, bàn giao chức vụ tham mưu trưởng lại cho Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm. Sau đó ông được chỉ định xử lý thường vụ chức vụ Tổng tham mưu trưởng tạm thời thay tướng Tị. Hơn một tháng sau, Tổng thống Diệm chính thức bổ nhiệm Trung tướng Trần Văn Đôn làm quyền Tổng tham mưu trưởng thay ông, Đồng thời tái bổ nhiệm ông trở lại với chức vụ tham mưu trưởng liên quân thay thế tướng Nghiêm. Tuy vậy, tướng Khiêm lại là một trong những tướng lĩnh chủ chốt tham gia cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm. Với cương vị tham mưu trưởng liên quân, tướng Khiêm được cho là có những động thái tích cực để vạch kế hoạch và điều động các đơn vị tham gia đảo chính vào Sài Gòn, cũng như cách ly các đơn vị trung thành với tổng thống Diệm. Sau cuộc đảo chính Ngày 2 tháng 11 ông được thăng cấp trung tướng kiêm chức vụ ủy viên quân sự trong hội đồng quân nhân cách mạng do trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch. Ngày 17 tháng 12, với tư cách là ủy viên quân sự, ông cùng phái đoàn Việt Nam Cộng hòa do đại sứ Phạm Đăng Lâm làm trưởng đoàn, sang Seoul tham dự lễ nhậm chức tổng thống Đại Hàn của trung tướng Phát Chánh Hy. Đầu năm 1964, ông được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật, kiêm tổng trấn Sài Gòn thay thế trung tướng Tôn Thất Đính. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, ông cùng với người bạn cũ là tướng Nguyễn Khánh đã thực hiện cuộc chỉnh lý chấp nhoáng, cướp quyền của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, đưa tướng Khánh lên nắm quyền tối cao. Để trả công, ông được tướng Khánh giao giữ chức vụ Tổng trưởng Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh quân lực, sau khi bàn giao quân đoàn 3 lại cho Thiếu tướng Lâm Văn Phát. Ngày 11 tháng 8, ông được thăng cấp đại tướng và trở thành người thứ hai sau tướng Lê Văn Tị thụ phong hàm đại tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Nhằm dung hòa mâu thuẫn giữa các tướng lãnh lãnh đạo, giải pháp tam đầu chế ra đời. Ngày 27 tháng 8 năm 1964, ông được Hội đồng Quân lực, hậu thân của Hội đồng Quân nhân cách mạng, gồm 53 thành viên tướng lãnh họp tại Bộ Tổng tham mưu, bầu vào Ủy ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực cùng với hai tướng Dương Văn Minh và Nguyễn Khánh. Tuy nhiên, mâu thuẫn quyền lực đã nảy sinh với ông bạn cũ Nguyễn Khánh. Sau cuộc binh biến ngày 13 tháng 9 do tướng Dương Văn Đức phát động, tướng Khánh nghi ngờ có sự hậu thuẫn của ông nên từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10 Ông bị tướng Khánh buộc phải bàn giao hai chức vụ tổng trưởng quốc phòng và tổng tư lệnh quân lực lại cho tướng Khánh kiêm nhiệm. Đây là một động thái thâu tóm quyền lực của tướng Khánh. Ngày 7 tháng 10, ông được cử làm trưởng phái đoàn công du thăm viếng thiện trí Vương quốc Anh và liên bang Tây Đức để cảm ơn các quốc gia này đã từng hỗ trợ cho Việt Nam Cộng hòa trong công cuộc chống cộng sản. Ngày 24 tháng 10 cùng năm hết hạn công du, thay vì trở về nước, ông nhận được quyết định của tướng Khánh đi làm đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Hoa Kỳ. Giữa năm 1965. Sau khi nhóm các tướng trẻ do tướng Nguyễn Cao Kỳ và một người bạn cũ của ông là tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, đã buộc tướng Khánh phải rời khỏi mọi chức vụ để đi làm đại sứ lưu động, ông nghĩ rằng có thể được trở về. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 1965, hết nhiệm kỳ đại sứ tại Hoa Kỳ, ông lại nhận được quyết định từ tướng Nguyễn Cao Kỳ đương nhiệm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tiếp tục đi làm đại sứ Việt Nam Cộng hòa ở Đài Loan thay thế trung tướng Phạm Xuân Triều, thực chất đây là một hình thức ông bị đẩy đi lưu vong ở nước ngoài. Tháng 3 năm 1975, sau khi quân đội nhân dân Việt Nam đã kiểm soát được hầu hết miền Trung và Cao Nguyên, trước áp lực của Hoa Kỳ đòi hỏi phải có một cuộc cải tổ sâu rộng thành phần chính phủ để ổn định nội tình miền Nam và có đủ sức mạnh để đối thoại với phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã yêu cầu ông từ chức để mời dân biểu Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Hạ viện, thành lập chính phủ mới. Ngày 5 tháng 4 năm 1975, ông chính thức từ chức, rời khỏi các chức vụ Ngày 21 tháng 4 đến lượt Tổng thống Thiệu cũng từ chức, giao quyền Tổng thống cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Đêm 25 tháng 4, ông cùng với cựu Tổng thống Thiệu rời khỏi Việt Nam sang Đài Loan. Sau đó qua định cư tại tiểu bang Virginia rồi di chuyển sang thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sau cùng ông định cư ở thành phố Garden Grove, Nam California. Những giờ phút cuối cùng của ông tại Việt Nam được cựu điệp viên CIA Frank snep ghi lại trong quyển Decent Interval như sau. Khoảng 5 giờ chiều 25 tháng 4 năm 1975, Polga gọi tôi, Tre Kingsley, tướng Tims và một nhân viên khác của sở đến văn phòng, các anh có thể tìm đường quanh Sài Gòn ban đêm. Tốt, vì tôi muốn các anh giúp tôi đưa thiệu và thủ tướng khiêm đi Đài Loan tối nay. Đại sứ Ma Ẩn sau này thú nhận với tôi là ông đã tiếc vì đã nhờ Polga, giám đốc CIA ở Việt Nam, thay vì nhờ cơ quan DAO và than phiền Polga đã không làm được việc giao phó cho đúng. Tôi đã yêu cầu ông ấy đánh máy hồ sơ cần thiết cho Thiệu và đem theo với ông ấy khi các anh vào Tân Sơn nhất. Nhưng ông ấy không làm được. Ông ấy quên giấy. Ông ấy bảo là không tìm thấy bàn đánh máy chữ. Kết quả là Thiệu rời khỏi xứ trên máy bay Mỹ mà không có giấy tờ chấp thuận của Việt Nam hay phía Mỹ. Teams, hai nhân viên khác và tôi lấy ba chiếc limousine từ nhà xe của cơ quan CIA khoảng 8 giờ 30 phút tối và lái xe đến bộ tư lệnh quân đội miền Nam ngoài Tân Sơn nhất nơi khiêm cư ngụ. Ngay sau 9 giờ tối, Polga đến nhà Khiêm với xe riêng và tài xế. Trong khi ông ta uống rượu với Khiêm và Tims trong nhà, tất cả chúng tôi ra ngoài sân nghỉ chân. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, ông từ trần tại Nam California, hưởng thọ 96 tuổi. anh chị khách hàng thân mến. Chúng tôi có dịch vụ nhận đăng tin giao bán, cho thuê bất động sản bằng video trên kênh YouTube và cả TikTok. Nếu quý anh chị đang cần giao bán bất động sản hay cần cho thuê, hãy liên hệ chúng tôi dựng video giao tin cho mình nhé. YouTube là nơi tiếp cận được lượng khách hàng khủng, quý vị đừng bỏ qua kênh truyền thông này nhé. Kính mời quý vị truy cập vào trang web nhà đất 247.info để xem thêm thông tin. Trân trọng hợp tác cùng quý anh chị.